Xin kính chào quý vị các bạn. Đây, xin mời các bạn quan sát đây. Người dân thôn Núi Ngọc bắt được một con chuột đây. Bà con xã viên ạ. Con này có chuột đồng này. Tí nữa là các bà ấy về các bà ấy làm thịt thịt tích các bạn ạ. Này. Cái răng này nó cắn răng này. Răng này. Cái răng này nó cắn bà Sê chảy máu răng rồi đấy, bà chảy máu tay đây này. Vậy? Bà không biết sợ có tay làm sao không này? Không không sao đâu bà. Nhiều người bị cắn mà nhưng ui sợ nhỉ. Ui ôi con to thế. Con này tí về làm thịt nhé. Làm thịt ngon lắm đấy. Thịt cứ như chuột gì mà chuột chuột đồng mà ăn thịt ngon lắm đấy. Như nào thì sáng giờ không nói ướt gì còn nói cả. À kia nó ra đấy chứ không phải là ấy. Con này đổ hai xô. Đấy các bạn, cái con chuột kia cho vào cái nó từ từ nó đẩy lên. Bùa vọt lên thôi. Ừ, từ từ nó đẩy lên cái xong rồi thì nó cuốc. Đó, 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 cho bùn đi, cho bùn đi. Vừa. Nghe nó còn dở hố lắm, nó hạt rổ. Nó bảo ngọt con chuột nó xiên nữa nọ, nó xiên chỗ kia. Vừa, lại đổ tiếp thì nó còn hạt rổ lắm. Nó bảo đây nó cứ hạt rổ chỗ nọ nữa. Nó đào tại nó con chuột to, nó đào nó xiên khắp. Cứ đổ đi, tôi vồ đây. Có gì mà vồ? Tay vồ ý. Bây giờ chỉ có tay vồ chứ ở đây không vụt được. Vồ ấy cho được đi. Đấy thế là được hết nó nấp. Đoạn này nó cứ chạy ở đây nó chạy đâu nữa này. Ủa. Ủa. Xong cô bác cần có chỗ nào đâu mà chạy. Đây nó chạy ra chỗ này. Đây cái đoạn này vào chỗ này. Chịt đi. Nó chịt cũng phải một chỗ này vì là một xô nước nó chỉ hơi hơi đẩy một tí đi. Chịt chỗ tiết đi. Chịt chỗ đầu này đi. Chịt đầu này chị ạ. Đây 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 đổ vào đây chứ. Đổ vào đây chị. Đấy chắc đầy xoay, cắt đấy là cái gánh độc rồi. Không, vẫn, độc, không, vẫn vẫn chạy. Vẫn chạy. Vẫn chạy. Đi chỗ này vẫn không ra nhiều nước đâu. Vì này đéo khuốc là đi vô thôi. Thôi, thôi khoát thôi, chú nó đảm vô thôi. Bà nhắm đưa đưa thôi. Ừ, các bà hãy về ruộng bà đảm vô đi. Khó khăn lắm. Các bà làm ví dụ bà làm vô đi. Thế thì đã ra đây đâu. Thế mà các bà uống nước đấy, uống nước xong rồi về đây vô đi. Sao vậy về uống nước nhé đảm đi. Mà đã uống nước này rồi rồi nước này. Con dịt thôi, dịt vào đi. Thôi dịt vào. Thôi nghe mình cho nó vào đi. Vô đi. Cho nó vào đi. Nếu quốc cũng cần hái. Bà nhà bà đảm lấy kiểu gì thì có mấy con. Thôi uống nước xong rồi thì hôm nay kia bạn kia nó vô và kia nó vô được nhiều. Bây giờ ở đây nó chuột tần chuột to coi như là nó xiên xiên coi là một nỗ được đi hàng ba bốn nỗ. Mấy cái đường nó chưa đặc bà. Ừ. Cái đường chưa đặc với hà rồ. Đây đất, đất mới nó mới đắp cái nó còn mềm. Vâng. Chiều nó còn đói nó ra, mới nó ăn đêm rồi. Vô chiều bây giờ vẫn còn sáng. Vô chiều vẫn còn tầm sáng. Vô chiều vẫn bán nó đói rồi. Đây đêm hết rồi đêm nha. Ăn ra về nó ngủ. Rửa tay này các chị em ơi. Rửa tay uống nước chị em ơi, đỡ khát. Bây giờ có mỗi thằng sò cứ gọi nó thôi. Đầu này gọi sò, đầu kia gọi sò cho con luộc ăn thôi. Đứa cái sò đi lần này quý nhỉ. Sò sò lúc từ lúc thấy con chuột to thế sò thà và sò giật mình nó ôi giời. Đúng rồi các bạn, phát ra nhìn cái mặt. Cái gì đây này, có nước không ấy? À đây mình uống cái có cả trà xanh độ trà xanh. Mới lại bò húc mới lại chanh muối. Chanh ai muối. Được, chanh muối là bò húc. Đó gì con bạn mình chịu. Rồi xin kính chào quý vị các bạn nhé. Hẹn quý vị các bạn trong clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.